Bác thì giống như nói là em giống như là bị lúc đó, trước đó rồi. Nên em không có điều trị kịp. Nên nó từ bên trong nó đi ra. Bởi vì là khối u em từ bên trong nó đi ra nên nó phát triển lẹ. Hồi hôm đó thì phát hiện ra xong là xét nghiệm ra vận chuyển là tổng quản một tháng trời á. Là nó quay qua ác tính luôn. Ác tính gì đó. Nhỏ lẹ ha. Nhà nha em, bây giờ mấy chị em của em đi lên tí, bây giờ chợ gãy nè, để em từ thiện cho bé mà quen với mình đương này, mình đương. Dạ đúng rồi. Mình tới rồi, giờ mình bé đang lên nè. Chị mấy qua đi. Không có, bây giờ mình đậu xe đi đi. Cởi xe đi, mình đi bộ qua bển kia có quán cà phê. Ở đây đâu, ở đây đâu, đâu gửi xe mình đâu luôn. Đâu. Đây giờ mình chở đi luôn. Nhớ em luôn. Đang có mặt đây mình nhìn cho gãy nha mọi người. Đi chở luôn đi. Nói gì bển có quán cà phê máy kìa. Mà không có chỗ đậu xe mẹ. Bây giờ kêu Tấn Mưa rồi kiếm chỗ đậu xe ở đâu đi. Ở đây có chỗ đậu xe. Rồi lát hồi mình ra mình điện đó. Chắc vô bệnh viện luôn quá. Cháy chưa? Hello mọi người nha. Hello mọi người. Bây giờ là Mỹ Nương sẽ Mỹ Nương trợ duyên cho má hai. Bữa nay là má hai là đồng hành với lại team của chị Mông Sắc. Chị Mông Sắc. Là những cái clip kia là những cái clip vui nhộn Mỹ Nương đăng lên là để vui vẻ. Còn hôm nay xin phép mọi người cho Mỹ Nương và má hai được đăng một cái clip nó hơi buồn xíu. Buồn yêu luôn. Mà em gái này là ở dưới Long An. Là lúc trước là chị em cũng biết nhau rồi ở bé này cũng ở Long An luôn, ở thành phố Tân An luôn. Thì hôm bữa em có nói với hai á là hai làm từ thiện ở đâu cũng vậy. Thì bữa nay em xin hai một hai ngày nghỉ của hai phải không? Hai ngày nghỉ. Hai ngày, bơi ngày là ba ngày. Là em xin hai ba ngày nghỉ của hai để hai lên đây hai đi quay bé này giùm em, giúp em, phụ với em. Đó là tình trạng của bé là bé bị ung thư. Bị ung thư gì cưng? Ung thư khối hạch cổ. Ung thư hạch cổ. Hạch cổ. Bị cái khối u ngay hạch cổ. Xương bự luôn. Đúng rồi, lúc trước đó là bé nó làm nói chung là bé cũng trong cộng đồng LGBT. Bé cũng rất là giỏi. Bé làm, bé nuôi gia đình, nuôi cha với mẹ. Thì bây giờ bé bệnh thì cha mẹ cũng già hả em? Cha mẹ già lớn tuổi thì không có tiền để cho em nó đi trị bệnh thì nó mới để tới trở nặng như vậy. Thì hôm nay á là hôm nay là chị với lại má hai này ở Long Xuyên. Bởi vì chị nói với em là má hai còn không có thời gian, bả nghỉ 3 ngày để bả lên đây á, để bả ấy cho quay cho cưng. Thì trước hết á là chị với má hai là tới thăm em. Rồi có gửi cho em một chút tiền. Rồi khi mà chị với má hai vận động được mà mấy anh chị trên mạng, tại vì nó cũng cấp bách quá em hiểu không? Thì phải có clip đăng lên người ta thấy người ta mới cho. Thì chị với má hai quay em, rồi khi nào mạnh thường quân cho thì má hai thì ở xa thì chị sẽ đại diện má hai để chị lên chị trao cho em. Đó luôn là mình phải quay lên để cho mấy anh chị ở trong nước cũng như là ngoài nước người ta thấy được cái hoàn cảnh của em như vậy. Đúng rồi. Đó là người ta cho. Như là chị hồi nào giờ chị cũng làm từ thiện rất là nhiều, chị cũng xin cho mấy chị em trong cộng đồng LGBT. Thì em chị thấy em là một cái trường hợp khác biệt cho nên là chị mới nhờ má hai để lên đây nghỉ 3 ngày. Tại vì em là chị thấy em cũng lo làm ăn, cũng không có ăn chơi gì hết. Mà em bị bệnh như vậy thì chị cũng chị coi chị thấy chị hết tồn. Lúc chị ở điện ở bên Thái chị điện em là chị hết tồn quá trời luôn ha, bự lắm. Bé nó đăng lên, nói chung là nó không biết làm sao, nó đăng đại lên mạng thì vô tình em lướt em thấy cái bài đăng đó, giống như là chắc cũng có duyên. Tại vì hai biết em đi Thái em đâu có thời gian đâu, em cầm điện thoại em chốt đơn không à. Đúng rồi. Sao tự nhiên bữa đó em vô em coi em mới thấy, em nói ủa anh ơi cái con này nó ở Long An mình nè đó. Thì hai kêu gọi mạnh thường quân được á, cho bé nó phụ với em, chứ em thì một mình em á thì em kêu gọi cũng không được bao nhiêu hết. Đó bây giờ hai kêu phụ em. Mẹ bị bao lâu rồi? Bị bao lâu rồi cường? Em bị hôm Tết. Bé bị hôm Tết hả? Mà giống như là bác thì giống như nói là em giống như là bị lúc đó, trước đó rồi. Nên em không có điều trị kịp. Nên nó từ bên trong nó đi ra. Bởi vì là khối u em từ bệnh trong đi ra nên nó phát triển lẹ. Hồi hôm đó thì phát hiện ra xong là xét nghiệm ra vận chuyển là tổng quản một tháng trời á. Là nó quay qua ác tính luôn. Ác tính gì đó. Nhỏ lẹ ha. Dạ. Nếu như mà có điều kiện mình đi sớm thì chắc không đến đổi đâu ha. Dạ đúng rồi. Đúng rồi. Bác sĩ nói tình trạng của hiện tại giờ như thế nào?
Dạ đúng là giờ là giống như là phải vô quá trị tiền quá trị á, tại vì nó bị sưng lên bên trong quá. Mấy bữa trước là em đau em nhức, nói chuyện giống như là kiểu mà rớt rác không. Là bị hạch tiết là hạch cổ quá ha em. Dạ đúng rồi. Ngậm luôn. Dạ. Rồi nó giống như là bây giờ phải vô quá trị là vô 6 lần. Mà phải điều trị quá trị vô quá chốc vậy á. Xong 6 lần đó, xong ví dụ sau 3 lần người ta sẽ coi kết quả mình như thế nào. Ví dụ như mà đáp ứng thuốc á, thì người ta sẽ vô trước là còn còn lại, còn không á thì phải đổi thuốc khác mạnh hơn. Đổi mạnh hơn nữa đúng rồi. Dạ, một lần đi vậy là tầm khoảng mười mấy, 20 triệu. Đúng rồi, xạ trị quá trị mắc lắm. Dạ. Chứ lại tại vì nhiều khi cơ thể mình nó yếu á. Phải tiêm bạch cầu nhiều đó. Mà tiêm bạch cầu thì nó chi phí bạch cầu nó hút nó còn mắc hơn nhiều hơn hút. Dạ. Nói chung là bây giờ tới đâu tới đó. Dạ. Ha, tới đâu tính tới đó chứ. Bây giờ á, một khi mà hôn đi tới bệnh viện đi lên tới trên này rồi là không bao nhiêu đủ hết trơn. Nói không đủ, không bao nhiêu đủ hết. Bây giờ á, là em cũng tha thiết cầu xin mấy anh chị trong nước cũng như ngoài nước á, có thương tình giống như là mình làm phước ở đâu cũng vậy. Đúng rồi. Thôi bây giờ cái hoàn cảnh của em này á, nó cũng khó khăn, cha mẹ thì già, bởi vì cho nên là mới để nó trở bệnh, nó trở nặng. Thì bây giờ em cũng xin mấy anh chị nào mà ở trên cộng đồng mạng và có yêu mến á, thì mỗi người một ít. Đúng rồi. Cho bé nó uống thuốc. Cố lòng nhiều cho mọi người ơi, quý vị ơi. Nói chung là bây giờ á, những người trong cộng đồng LGBT á, thì mà ngã bệnh xuống khổ lắm. Đúng rồi. Thiệt. Không ai lo hết trơn. Không ai lo hết trơn á, chẳng có gia đình thì lo. Còn như bé này nó hoàn cảnh nó có cha mẹ thì lớn tuổi rồi. Lớn tuổi rồi. Tiền đâu lo ha, sao tiền đâu lo. Nói chung là bây giờ vô thuốc đó, chừng nào chết chết. Chừng nào chết thì chết. Còn cái chuyện mà bây giờ là như là còn nước mình còn tát đi, mình cứu bé nó. Đúng không? Còn cái chuyện sau này nữa thì có gì mình tính sao với nó. Bây giờ đó chị với má hai lên đây thăm em. Thì chị muốn quay em đăng lên kênh YouTube á, là tại vì YouTube có rất là nhiều người coi. Cái thứ nhất, cái thứ hai là có những mạnh thường quân ở nước ngoài. Khi mà người ta coi được, người ta thấy cái clip này của chị đăng lên, người ta thương tình thì chớ chi là chị cũng tha thiết, chị xin người ta để người cho ít để giúp cho em vô thuốc. Chứ nếu mà một mình chị thì chị thôi, nói chung là chị xin phép em quay. Tại vì chị cũng không có ý là để đem em ra câu like. Chị chỉ muốn là đem em ra để cho mọi người thấy thật sự là em có bệnh như vậy. Để mọi người giúp cho em. Chứ chị là thật sự là chị không có ý mà để mà quay lên để câu like ha, chị làm này làm kia, chị không có ý đó. Thì chị cũng trước khi mà chị đăng cái clip này lên thì chị cũng xin phép em là cho phép chị để chị đăng cái clip này lên trên cộng đồng mạng. Để mọi người chia sẻ, mọi người cho em mỗi người một ít. Ví dụ như chị nói em một người thì một mình chị thì chị chỉ cho em được 500 một triệu, thí dụ như vậy. Còn như 10 người thì nó sẽ được tăng lên, và 100 người, 1000 người thì nó sẽ tăng lên. Thì cái số tiền nó sẽ được nhiều hơn chút để em có tiền em trị bệnh. Và mai sao mà em lỡ như căn bệnh này mà em không vượt qua được thì em cũng đã sắp trước được cái tâm lý mình như vậy. Thì tụi chị cũng giúp em tới cái đoạn đường cuối cùng. Đúng không? Bây giờ bật máy lên like đi hai. Hai bật máy lên like đi. Uống nước đi cưng. Để lại gì đây là mấy ngày. Dạ em mới lên buổi sáng ngày hôm nay. Cho em một chai nước suối là không nữa, chị đừng lặn. Đau không Quỳnh? Nó đau nó nhức lắm mà. Cứu người. Không có đau mà nó nhức. Cứu người. Nó bởi vì tao nói bác sĩ nói không có gì mà bằng cái mà gọi là nhức hết trơn á. Đau thì nó còn đỡ. Còn nhức là em nói chị là vậy, nhưng mà nhức từ trong xương thấu luôn. Chứ không nổi. Uống nước đi cưng. Chị biết cái cảm giác đó tại vì cái cảm giác mà nhức á, nhức răng cũng khó chịu, nhức đầu cũng khó chịu,
mà khi mà chị đi chuyển giới á, cái cảm giác nó nhức á, chị cũng khó chịu, chị đòi nhảy lầu luôn á. Chị đau quá chị đòi nhảy lầu luôn. Chị biết, bởi vì cho nên em nói cái cảm giác nhức á, chị biết là chị đi giải phẫu, chị làm đẹp á, chị nhức á, chị có 10 phần thôi. Còn cái nhức của em á, nó nhức khác chị. Cho nên là em nói em bị nhức á là chị đã biết là nó nhức như thế nào. Tại vì chị chỉ có một phần nhỏ thôi mà chị chịu không nổi, chị đòi nhảy lầu luôn. Còn em á, em bị vậy là chị biết em rất là nhức, rất là đau. Thôi bây giờ á, uống nước đi rồi chị em mình tâm sự tiếp. Chị cố gắng đi, còn chị không hứa là chị sẽ làm những cái điều lớn lao cho em. Nhưng mà chị sẽ cố gắng hết sức có thể để chị giúp em. Nếu như mà trời Phật thương, mẹ thương em, thì mẹ sẽ xây chuyển cho em nó hạ thuốc để em xạ trị tiếp tục và em kéo dài được cái mạng sống của em. Còn nếu như mà em hết số hết duyên thì chị cũng, chị với má hai cũng giúp đỡ em cái đoạn đường cuối cùng. Ha, chị nói với em như thế. Tại vì em nói với chị á, là cái khối u này là nó là khối u ác tính. Đúng rồi. Thì chị mới nói như vậy chứ chị không phải là chị trụ ẻo gì hết. Tại vì đúng rồi, nói chung là hết duyên thì mình đi thôi. Như là người đi trước người đi sau, giống như em hết duyên thì em đi trước rồi chị đi sau vậy đó, hoặc là chị hết duyên chị đi trước em, còn duyên em ở lại, thí dụ nó vậy. Em giống như là sinh lão bệnh tử thì ai cũng quay lại qua, phải tới thôi. Nhưng mà em giống như là nhà đơn em giết. Còn quá trẻ, chị thấy em như vậy chị rất là xót xa. Em còn quá trẻ, em rất là, em còn rất là nhỏ tuổi. Em sinh năm mấy? Dạ 2000. Sinh năm 2000 đó. Rồi vậy đằng canh cái giật đồ. Cái này quay mới thấy rõ nè. Hai chồng em hai phải vô luôn nữa. Hai đưa máy cho chính quay đi. Nhập cái lời mới được. Dạ hả? Thì phải trả lời mới tư. Rồi hello mama, ta ở quê nghe. Trời bé này bị gì mi nương? Bé này nó bị là bị hạch cổ. Rồi nó hạch sốt phải không bé? Hạch đau nhất. Hạch đau nhất. Rồi nó bị nói chung là cái này là cái khối u ác tính chứ không phải là cái hạch nữa. Nếu mà cái cái hạch nhỏ thì uống thuốc nóng sao, chứ như bị nổi hạch thì mình nóng mình nổi hạch là bình thường. Còn cái này là nó đã hình thành một cái khối u mà nó là cái u ác tính, chứ nếu mà cái u nhỏ lành tính thì có thể mổ được em hả? Dạ đúng rồi. Còn của em anh? Rồi bây giờ hình bị ung thư luôn hả cưng? Dạ đúng rồi. Đó, mọi người ơi, quýnh đồng nghiệp mọi người ơi, nó quá cho tội nghiệp luôn nè mọi người. Đúng rồi, vì tụi này là mấy chị em đang ở trong vườn chợ gãy nha mọi người ơi. Tình trạng cấp bách lắm luôn. Vườn chợ gãy. Nó có làm nhiều. Em biết sao không? Chị kêu em ra á. Chị kêu em ra đây là em ở trong em ra nó dễ hơn chị. Dạ đúng rồi. Tại vì chị ở đây chị vô nó rất là khó em biết. Không cho vô. Không cho vô là cái thứ nhất. Cái thứ hai á là xe mà chạy trờ quăng cái nó không cho vòng đầu lại. Cho nên là chị kêu em ra. Đó, hồi hôm bữa á là chị tính xuống nhà em để quay em, giúp em trong nhà em luôn. Nhưng mà em nói là em đi lên Sài Gòn để em vô tuốt thì chị mới kêu bà hai á là thôi hai lên thẳng Sài Gòn đi. Rồi em lên Sài Gòn em gặp hai. Đó thì chị với má hai sẽ kêu gọi cho em. Giống như là làm phước cho em mỗi người một ít để em có cái động lực để em vượt qua cái căn bệnh hiểm nghèo này. Đó, nói chung là giờ chị không biết diễn tả sao bằng lời. Nó đau nhức dữ lắm luôn á mọi người. Đau nhức lắm đúng như rồi. Như mình bị mình bị nhức răng nhức đầu mình đã cảm thấy khó chịu rồi, còn cái này hả nó bị cái khối u nó hành nó nhức dữ lắm luôn. Nhức dữ lắm luôn. Cho nên là mọi người á giống như là em ăn lắm lúc mà đau quá là em nuốt còng không à. Đau như nói chuyện cũng đau luôn á. Đúng rồi. Bây giờ ra nói chuyện còn bị đớt đát nó mọi người ơi, nó một xương bự quá trời luôn, đớ lưỡi luôn nha mọi người nha. Mà lúc trước á em biết chia sẻ không nè mọi người ơi, chia sẻ thôi là chia sẻ lúc trước á em biết á, em biết bé này rất là ok nha mọi người, rất là dễ bị thương. Ung thư mà dầm họng á mà phải không, ung thư hạch cổ, hạch cổ mà hoa lê. Em biết cái bé này là lâu lắm rồi hai, lúc trước là chị em chỉ biết gặp nhau thôi ở Tân An rồi chào nhau thôi. Rồi khi mà nhà có hữu sự á, bé nó tới thì em mới chú ý tới nó, chứ bình thường là chị em gặp nhau hay biết rồi đó, gặp chào cái rồi lướt qua nhau có biết ở đâu đâu. Rồi khi bé nó tới mình cũng hết hồn, mình nói ủa sao
em biết mà tới, nó nói là em thấy ở trên mạng rồi em tới chia buồn với chị, thì cái điều đó làm cho em xúc động tới bây giờ. Và khi em đọc được cái những cái tin nhắn lúc trước á, là chị em gặp nhau không có tiếp xúc nhiều á, rồi gặp nhau trên, nói chung lúc trước bé nó đi làm mướn, lúc mà còn khỏe á là bé làm mướn rất là giỏi nha, cái gì cũng làm hết, ai mướn gì làm nấy. Lúc trước là tóc dài vậy nè, tóc dài lắm, nhưng mà khi từ khi mà nó vô thuốc nó xạ trị á thì rụng tóc hả em? Dạ đúng rồi, vô một lần đầu tiên là nó rụng tóc. Bây giờ em dạ. có sợ hình ảnh không? Chắc dạ không. Không, em gỡ nón ra luôn. Ok, cho nó mát. Dạ. Đó, nó mọi người ơi, tụi mình quá chào mọi người ơi, cuối năm gì mọi còn người. Còn cái hôm này là giống như là không là do em vô hút rễ á, nên nó không có thuốc á thì nó sẽ mọc tóc ra chị lại. Biết rồi, chị biết rồi. Dạ. Tại vì những người mà bị ung thư là vô thuốc nó sẽ bị rụng tóc, nó nóng dạ. lắm. Rất là đúng nóng, rồi. Nóng dữ dằn luôn. Nóng lắm vậy thôi mình bị nóng yếu á là nó giật luôn á. Nóng luôn. Bởi vậy thôi giờ chị nói chung là chị không biết làm gì hơn thì chị cũng ráng cầu nguyện để cho em hạp thuốc. Dạ. Thì cái nếu mà em hạp thuốc thì em còn sẽ được kéo dài chút nữa ha. Dạ đúng rồi. Mình hạp thuốc. Bác sĩ giống như bác sĩ nói là giống như là chị nói vậy. Là vô tới ông hay cái đó vậy chứ chuyện như cái căn bệnh ung thư giờ đúng rồi bác sĩ còn không chắc nữa mà nói chị em đi đi tìm làm phước cho mọi người ơi. Rồi nè, bị ung thư dòng họng nghe sưng quá trời, thấy đau lòng quá thật sự luôn á, đó quá trời luôn. Bởi vậy mình á, mỗi người á một cái số, như chị em mình á là bị chị em mình lên đầu thai lên, chị em mình là người trong cộng đồng LGBT á, là chị em mình bị cái nghiệp. Chị em mình là bị cái nghiệp, nhưng mà cái nghiệp mình lên đây mình trả nghiệp rồi mình còn bị thêm một cái nạn nữa. Cho nên là chị nói nghe, bây giờ thôi em ráng đi, mỗi lần mà em đau nhức quá thì em cầu nguyện, em vái mẹ, em niệm Phật để cho em vượt qua cái cơn đau đó. Nếu như mà mẹ thương á, mẹ cho em hạp thuốc thì em sống tiếp, còn mẹ không thương á thì mẹ rước em về với mẹ để cho em nhẹ nhàng, em đừng có bị những cái cơn đau nó hành hạ em, hiểu không? Mà vô thuốc xong mới là giống như gọi là nó tác dụng phụ nhiều lắm, giống như là nó làm tay chân mình yếu, với lại nó làm cái chân trái em á, chúng là nó bị tê, nó bị yếu đi. Giờ đó bệnh bé nó bị ung thư mà khối u ác tính chằng nha. Thì bây giờ bác sĩ nói là vô thuốc tới đâu hay tới đó, hạp thì vô tiếp, không hạp thì về chờ chết. Đúng rồi. Chứ bây giờ xạ trị ha mà mệt lắm đó. Dạ ở Thành phố Hồ Chí Minh anh. Luôn. Chị quay em lên mạng để chị thí dụ như có những người ta cũng muốn giúp đỡ em. Dạ. Người ta tới người ta quay em. Dạ. Để em được quá nhiều trời người chung tay giúp lê. Em dạ. Còn chú khi đi, mà ờ, đúng rồi, có người giúp em rồi nè, thì khi mà em hết bệnh á thì chị tới chị thăm em. Dạ. Còn em không hết bệnh, em mãn phần thì chị tới chị tiễn em đoạn đường cuối cùng. Xã chị một lần là mười mấy triệu đó, mà giờ vì hoàn cảnh khó khăn bởi vì không có tiền nè, bởi vì em mới đăng lên kêu gọi mọi người nè, chung tay mọi người ơi, mọi người chung tay cùng em nha. Bây giờ mọi người mình ăn, mình nhịn ăn một người 50 ngàn, thí dụ 10 người thì bé nó sẽ được 500. Đúng rồi, và 100 người thì nó sẽ được 5 triệu, mà 1.000 người thì nó sẽ được 50 triệu. Đúng rồi, giống như là mỗi lần mà mọi người giúp bé á thì bé sẽ vô thuốc. Chưa chút xíu về Đông Thiên đang ở bị viện trợ gãy nè, thì bây giờ á mọi người giúp bé, nếu mà nó vượt qua cái cơn bạo bệnh này á thì bé nó cũng một lần phần nào là nó mang ơn mọi người. Còn đúng nếu rồi. Như mà bé nó không qua khỏi á thì coi như là bé nó hết duyên, và mọi người cũng đã giúp được bé đó được một phần nào trong cái khi mà em ra đi rồi, thì em cũng còn một cái vui chống lại hay không đi cái con hay chứ bộ gì. Ủa anh lòng nhiều nha mọi người. Đúng rồi, anh lòng nhiều nha mọi người, làm phước mọi người sẽ gặp phước nha mọi người nha, cũng như mọi người làm phước đi là đúng mọi rồi. Người sẽ để dành về sau, nhưng mà em hy vọng á là mình giúp bé lần này là bé sẽ vượt qua luôn, vượt qua khó khăn luôn, vượt qua luôn, vượt qua luôn, sống mau khỏe mạnh đi nghe ra cái cưng nha đó. Thí dụ bây giờ á, mọi người giúp cho bé đi mà nó vượt qua cái căn bệnh này luôn á, thì nó sẽ là nó cũng đi làm, thì nếu mà có những mảnh đời khác á thì nó cũng sẽ giúp được cho mình những mảnh đời khác, như là mình giúp người này người khác giúp mình vậy đó, truyền tiếp với nhau. Thì bé cũng rất còn trẻ mà rồi. Mới có 24 tuổi thôi mọi người. 24 tuổi à. Mới 24 tuổi mà phải đối đầu với một cái căn bệnh quái ác như thế này thì
cảm thấy là chị cũng là một người trong cộng đồng LGBT, thì chị thấy em như vậy chị rất là xót xa, chị thấy rất là thương em. À, ba nhiễu hậu ơi. Chị sẽ cố gắng để chị rồi, nói chung là bây giờ tiền của ai mới chuyển cho em đấy nha. Nói hẳn ra là bây giờ chị cố ơi, gắng để chị xin người ta luôn. À, thay mặt để cho em có tiền em vô thuốc. Chị xin luôn. Chị không có muốn mà để cho mà chị không có không giữ cái hình ảnh nữa. Rồi, đối rồi, với rồi em mới nhận chị của không giữ Thủy Tiên nha, cảm ơn Thủy Tiên rất là nhiều nha. Chị sẽ xin từng rồi, công đức vô lượng Thủy Tiên ơi, công đức vô lượng nha, ai chuyển mãi cho em nhớ để giúp đỡ cho em, Quỳnh nha, qua cái căn bệnh này cũng được. Chị hy vọng là chị giúp em lần này thì em sẽ vượt qua căn bệnh này. Rồi, ai chuyển mãi nhớ để phải cố gắng lên là bé Quỳnh nha cả nhà nha. Phải lạc quan, yêu đời, không có buồn gì hết. Em cứ nghĩ như vậy nè, chị nói nghe. Em cứ nghĩ vậy nè. Thì ăn nhai cũng đau, mấy chuyện cũng đau. Mình bị cái nghiệp, mình tới mình trả hết nghiệp, mẹ rước mình về. Dạ yeah. Đó, chứ là như vậy thôi. Thì ung thư dầm họng á, Thanh Thủy, Thanh Thủy. Để em được, em mau ra, em vượt qua cái bệnh này. Vượt qua cái bệnh này để em tiếp tục, em bước tiếp. Tại vì cuộc đời em còn rất là dài. Đúng rồi. Em mới có 24 tuổi thôi. Em rất còn 24 tuổi mọi người nha. Còn rất là dài, trời luôn. Cuộc đời em còn dài lắm. Chị hy vọng là em sẽ hết bệnh để em trở lại cuộc sống bình thường, đúng không? Yeah. Vui vẻ, lạc quan. Bây giờ em xin phép mọi người em up like để em đăng cái clip này lên. Rồi giờ mọi người coi clip á, mọi người có muốn cho bé hay là muốn như thế nào thì liên hệ em hoặc liên hệ má hai. Hoặc là mọi người tới trực tiếp bệnh viện Chợ Rẫy rồi gặp bé nha mọi người nha. Đó. Hồi lát má hai cho 20. Hồi lát sao cũng vô. Đánh mưa vô. Ừ. Ở cái lỡ mà nhà có sao rồi. Nếu như là ở vô mà mỗi nào khỏe thì đi ra ngoài trước mua đồ ăn. Còn không thì uống cơm mạch với là ăn bánh ngọt. Không xin cơm từ thiện hả? Tại sao ở trên đó anh cũng ta ăn đi không nổi dùng cái chân quý. Nhờ người ta mua giùm. Ai mua hả? Với lại vô thuốc xong, đang vô trong quá trình vô thuốc á là nó mệt, người nó ăn không nổi. Chứ là nhiều khi đi ăn vô là ói ra không. Lát hồi anh chụp bé nó mấy tấm hình anh đăng lên ha. Chị lấy hình ảnh Cưng, chị đăng lên ha. Chị đăng lên cho Cưng. Còn ấy thì chị sẽ đăng lên để cho mọi người thấy. Và mọi người cho em được, giúp em được gì giúp. Không biết. Không. La lớn lên. À. Trời ơi má ơi. Thôi bây giờ em nhờ mà Mạnh Thằng Quân có gửi cho em cũng như là Mạnh Quân gửi 100k, rồi Đỗ Chí Dũng gửi 200, Kim Trần 200, Thị Nga 500 là 1 triệu. Giờ dạ, những cái phần gửi này nè, chị với má hai gửi cho em là chị với má hai lên thăm em. Quay em lại. Rồi giờ chị với má hai sẽ đăng em lên. Còn bây giờ những cái phần này là chị với má hai tạm thời là trên livestream của chị má hai, rất nhiều người ta cũng chưa có biết lắm, người ta cho em gửi cho em uống thuốc, đó là má hai gửi nhiều. À, cái này của Mạnh Thường Quân nè, của Mạnh Thường Quân mới đọc nãy đó. Cái này của chị riêng chị cho Cưng chịu. Cái phần này là của vợ chồng chị gửi cho em 1 triệu uống thuốc, ha. Rồi em tạm thời em cầm đỡ như đây, số tiền như đây đi, rồi chị đăng clip này lên, chị sẽ xin nữa. Tin nữa cho em. Thì bây giờ trước mắt là em đã có số tiền để em xạ trị là 2 lần rồi ha. Thì chị sẽ cố gắng hết sức để chị xin cho em, tại còn 4 lần nữa đúng không? Chị sẽ xin cho em, thì tới đâu chị sẽ đi tới đó với em ha. Ok. Thôi bây giờ chị xin phép chào em ở đây để cho em vô em nghỉ ngơi. Rồi giờ chị đi về. Thì có gì Mạnh Thường Quân gửi cho, hoặc là chị sẽ có thể là chị sẽ có thể gặp em nữa đó. Ha. Rồi có được nhiều bây giờ nữa về lại Cưng thì cho Cưng tiếp ha. Ví dụ như có được nhiều chị sẽ sao kê ra đầy đủ, ai cho bao nhiêu chị sẽ sao kê ra, là chị gửi cái bản sao kê đó cho em, rồi em để em cảm ơn Mạnh Thường Quân đó. Rồi bây giờ thôi em dán giữ gìn sức khỏe nha, không tội nghiệp lắm mọi người ơi, nằm ở bệnh viện có một mình thôi, không có ai hết, cha mẹ già ở đây thì có bữa nào khỏe thì mua đồ ăn ăn, không khỏe thì uống sữa, đâu ăn nổi đâu. Đúng rồi. Thôi ráng đi ha. Cố lên, cố lên. Dù chính mình nha.